Mới đây, thông tin cựu hoa hậu thế giới Aishwarya Rai mắc COVID-19 đang khiến Bollywood và người hâm mộ thế giới quan tâm. Không chỉ thế, cả bố chồng, chồng và con gái của cô cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đài BBC, gia đình ba thế hệ của cựu hoa hậu Aishwarya Rai được đưa đến bệnh viện vào ngày 11 tháng 7 với những triệu chứng nhẹ COVID-19, trong khi nam diễn viên Amitabh Bachchan và Abhishek Bachchan có dấu hiệu ho sốt nhẹ, thì Aishwarya Rai và con gái 8 tuổi không có triệu chứng gì. Kết quả xét nghiệm được các cơ quan chức năng ở bang Maharashtra của Ấn Độ xác nhận hôm 12 tháng 7 và nhanh chóng được nhiều trang báo quốc tế đưa tin. Theo đó, ngay cả người chồng, con gái và bố chồng của cô đều dương tính với corona. Nam diễn viên Amitabh Bachchan và Abhishek Bachchan đã đăng lên trang cá nhân thông báo sự việc và cho biết bố con anh sẽ điều trị tại bệnh viện cho đến khi các bác sĩ có quyết định khác. Aishwarya Rai và con gái được điều trị cách ly tại nhà. Các thành viên khác trong gia đình cũng đang trải qua các cuộc xét nghiệm nhưng chưa rõ kết quả. Diễn viên Amitabh Bachchan đăng lời kêu gọi bất kỳ ai tiếp xúc với gia đình ông trong 10 ngày qua cần đi xét nghiệm ngay lập tức. Bachchan là một gia tộc nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu của Ấn Độ. Ngay khi thông tin này được đưa ra, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ đăng thông báo chia sẻ thông tin và gửi lời chúc bình phục tới Amitabh Bachchan và gia đình. Nhiều người hâm mộ thì gửi lời quan tâm và lập những buổi lễ cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình này.